gian hình vuông như thế này. Bây giờ các bạn bắt tay vào làm với mình nhé. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của mình. Để bắt đầu vào làm thì ở đây mình đã chuẩn bị những nguyên liệu và dụng cụ như sau này. Về dụng cụ thì ở đây mình có chuẩn bị một cây thước kẻ, những cái cây bút màu nước như thế này. Mình có một chiếc compa này, một chiếc bút chì, kéo và keo dán nha. Ở đây mình sử dụng là keo nến để dán. Còn mọi người có thể sử dụng bằng các loại keo khác, có thể dính được giấy, như hồ dán hoặc băng dính đều được nhé. Về nguyên liệu thì ở đây mình có chuẩn bị những cái tờ giấy màu như thế này. Ở đây thì mình chuẩn bị rất là nhiều màu. Mình có màu xanh dương, màu cam, màu vàng và màu xanh lá cây. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm luôn nha. Đầu tiên giờ mình sẽ đi cắt cái tờ giấy màu cam nhé. Đối với cái tờ giấy màu cam này, bây giờ các bạn sẽ cắt ra cho mình một hình vuông này. Mình sẽ dùng bút chì và thước kẻ để đo kích thước trước nha. Hình vuông này mình sẽ để độ dài các cạnh là 12 cm nhé. Bây giờ mình sẽ cắt cái hình vuông này ra. Như vậy là mình đã được một cái hình vuông như thế này. Sau khi đã cắt xong hình vuông thì bây giờ bạn sẽ lấy cái tờ giấy màu xanh dương này cho mình. Đối với cái tờ giấy màu xanh dương này, bây giờ các bạn sẽ dùng compa và xoay cho mình một hình tròn nha. Bán kính của hình tròn này các bạn sẽ để cho mình là 5 cm nhé. Giờ mình sẽ cắt ra nào. Như vậy là mình đã được một cái hình tròn như thế này. Sau khi mình đã cắt xong rồi, mình sẽ dán nó lên cái phần hình vuông màu cam này nhé. Mình sẽ dán nó vào bên giữa nhé. Sau khi dán thì mình sẽ được một hình như thế này nha. Tiếp theo mình sẽ dùng bút chì
Để mình vẽ cái số giờ ra đây. Mình sẽ vẽ từ 1 cho đến 12 giờ nhé. Mình sẽ vẽ ở bên trong cái phần màu xanh này nha. Cái viền này bên ngoài màu xanh này. Mình sẽ vẽ bằng bút chì trước, sau đó sẽ tô bằng bút màu. Như vậy là mình đã vẽ xong rồi này. Giờ mình sẽ dùng bút màu để tô lên cho nó đậm nhé. Ở đây mình sẽ sử dụng một chút màu xanh này. Như vậy là mình đã vẽ xong cái số giờ như thế này. Ở đây mình có từ 12, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6.